Ngày 21 tháng 9, học sinh mầm non và tiểu học của thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại trường học. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón trẻ ở các trường đã hoàn tất, đặc biệt là việc chuẩn bị các điều kiện để dạy học bán trú. Từ ngày mai, ngày 21 tháng 9, các trường mầm non trên địa bàn thành phố đều tổ chức học bán trú cho trẻ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non đã khử khuẩn toàn bộ bếp ăn bán trú, đảm bảo quá trình chế biến thức ăn được thực hiện theo các bước của Bộ Y tế. Việc thực hiện giãn cách cũng được tính toán phù hợp trong bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, theo điều kiện thực tế của cơ sở. Mình cũng đã làm việc với công ty thực phẩm và cung cấp thực phẩm là mới. Và thứ hai nữa là nhà bếp là vệ sinh sâu nồi ca chén bát. Riêng về lớp học thì mình cũng đã lau chùi dọn dẹp hết đồ chơi và trang trí lại tất cả vệ sinh xung quanh môi trường trong và ngoài lớp để đón các cháu, cũng như là ca khăn là mình mua mới hoàn toàn và mình đã giặt hết và cho các cô chuẩn bị tốt nhất cho các cháu đến trường. Nhà trường cũng phải là thực hiện các cái vệ sinh, các đồ dùng, dụng cụ ở nhà bếp và thực hiện ký cái hợp đồng với những cái đơn vị mà người ta họ cung ứng có tính pháp lý cao và lựa chọn những thức ăn nó phù hợp trên cái mục đích là muốn tăng cường được cái sức khỏe cho trẻ. Trong khi đó, nhiều trường tiểu học trong tuần đầu tiên học sinh quay lại lớp học chưa tổ chức bán trú. Tuy nhiên, các trường đã thực hiện tốt khâu vệ sinh tại khu vực phục vụ bán trú cũng như các đồ dùng phục vụ bán trú, lên các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh để bắt đầu thực hiện công tác bán trú vào tuần tiếp theo. Nhà trường cũng dự kiến là bắt đầu tổ chức bán trú từ ngày 28 tháng 9, tức là sau khi một tuần học sinh đi học, thì để nhà trường chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất như là chăn gối, chiếu, mùng màn của các em đều được là giặt phơi sạch sẽ và bố trí cho các em là đảm bảo được cái số lượng học sinh trong một phòng, tức là nó đảm bảo được cái công tác là không quá đông, khoảng là hơn 20 học sinh một lớp thôi. Tất cả các cái dụng cụ thiết bị bếp ăn là vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn, rồi phân học sinh ra ăn ở các lớp để giảm bớt cái số lượng đông học sinh ở dưới nhà ăn. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục, trong đó yêu cầu việc tổ chức bán trú phải đảm bảo các quy định về phòng chống COVID-19, thực hiện giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng cho trẻ, đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn về hô hấp, không cho trẻ đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa.